Câu hỏi 5 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Thưa, một con người vô tính được tạo ra bởi hạt nhân. Vậy, một vị thần, thánh, tiên cũng được tạo ra bởi hạt thần, hạt thánh, hạt tiên. Xin giải thích giúp tôi hiểu công thức tạo ra các vị thần, thánh, tiên được không ạ? Xin cảm ơn. Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 5 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Không, câu này cũng thuộc bí kíp của bí mật thiền tông, không trả lời được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, nhân dân chúng tôi sẽ đi xin và tặng cho một quyển. Quý vị sẽ biết tất cả sự thật ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình.